Chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ. Hôm nay các sao hàn của thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Red Velvet vừa nhảy vừa hát trai bad boy không nhạc đệm vì chiều fan mà diễn ai ngờ thành sân khấu hát live để đời. Không chỉ xinh đẹp tài năng, các cô nàng Red Velvet từ khi debut đến nay vẫn luôn được khen ngợi về nhân cách, lối sống, đặc biệt là khoản chiều fan thì không ai sánh bằng. Và sự kiện thông tim dưới đây chính là ví dụ điển hình Chả là tại lễ hội thường niên của Đại học Trung ương diễn ra hồi năm ngoái, Red Velvet đã được yêu cầu biểu diễn một sân khấu encore. Joy vui vẻ hỏi khán giả xem họ muốn nghe Red Flavor hay là Bad Boy cho màn diễn encore và cô nàng không quên bổ sung thêm rằng Bad Boy nếu trình diễn sẽ phải trình diễn mà không có nhạc nền. Các bạn sinh viên ngay lập tức quyết định rằng họ muốn nghe Bad Boy. Để chiều fan, các cô gái đã quyết định biểu diễn chay hoàn toàn. Góp phần làm cho bầu không khí nóng hơn, Seungi đề nghị các học sinh cùng hát với nhóm và cô cũng tự hát nhạc đệm cho nhóm luôn. Ai nấy đều thích thú trước sự sáng tạo vô cùng đáng yêu, không kém phần thông minh này của cô nàng. Lúc đầu các thành viên và sinh viên đều bật cười vì sân khấu có 102, nhưng ngay sau khi từng thành viên bắt đầu hát phần của mình, Red Velvet đã trở nên rất nghiêm túc với màn trình diễn. Bất kể thiếu nhạc, các thành viên dường như đã rất tận tâm để tạo nên một sân khấu tuyệt vời và nghe hay đến kinh ngạc ngay cả khi không có nhạc đệm. Cùng với các sinh viên, các thành viên Red Velvet đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi biểu diễn phiên bản encore vô cùng đặc biệt này của Bad Boy. Các fan không khỏi ca ngợi các thành viên Red Velvet vì đã rất chiều fan và tài năng tuyệt vời của họ. Fan cam này sau đó cũng trở thành một trong những fan cam để đời của Red Velvet vì cho thấy được kỹ năng thực sự của nhóm nữ nhà SM. Đi đâu mà bị anti-fan cà khịa về khả năng của nhóm thì cứ lấy video này mà làm minh chứng luôn cho khỏi nói nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hàn đến từ Kbit 24 giờ các bạn nhé.